Bế con trai hát live trên ban công, Tuấn Hưng khiến đường phố tắc nghẽn vì khán giả bu xem. Khoảnh khắc nam ca sĩ Tuấn Hưng ngẫu hứng hát live trên ban công của nhà mình khiến khán giả cực kỳ thích thú và đứng lại xem, làm đường phố tắc nghẽn. Căn nhà riêng của Tuấn Hưng ở phố Hàng Khay, Hà Nội đã trở thành địa điểm lý tưởng cho những ai yêu thích nhạc của Tuấn Hưng khi anh thường xuyên đứng ở đây để biểu diễn tặng người hâm mộ. Là ca sĩ được nhiều khán giả mến mộ bởi giọng hát trầm ấm, Tuấn Hưng cũng sở hữu cho mình kha khá những bản hit được nhiều người nhớ tên. Mặc dù thường xuyên xuất hiện biểu diễn trên các sân khấu âm nhạc hoành tráng, nhưng có lẽ ban công nhà mình là địa điểm mà Tuấn Hưng thích thú nhất. Nam ca sĩ đã nhiều lần đứng ở đó để biểu diễn phục vụ khán giả, đồng thời người thân và bạn bè cũng có mặt để ăn uống và thưởng thức âm nhạc của anh. Mới đây, một đoạn clip được đăng truyền trên mạng ghi lại cảnh đường phố Hà Nội tắc nghẽn. Vì người dân đứng xem Tuấn Hưng hát từ ban công khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Có thể thấy khi Tuấn Hưng đang thể hiện những ca khúc quen thuộc của mình thì ở dưới đất, rất đông khán giả đã đứng xem không khác gì đang biểu diễn trên một sân khấu lớn. Đây không phải lần đầu tiên Tuấn Hưng hát trên ban công. Khi anh đang biểu diễn, hàng nghìn xe máy cũng như người đi bộ đã dừng lại để nghe tiếng hát. Việc người hâm mộ tập trung đông đã khiến cho đường phố tắc nghẽn. Đặc biệt là khi kết thúc bài hát, lực lượng an ninh đã phải có mặt để giải tỏa đám đông cũng như lưu thông phương tiện đi lại trên phố. Nhận thấy phía dưới tắc đường, Tuấn Hưng cũng đã hớm hỉnh chế lời bài hát của mình thành "Anh xin lỗi đã cướp mất quãng đường của em", khiến mọi người có mặt phải bật cười thích thú. Việt Hương nói gì khi Huỳnh Anh cúi đầu xin lỗi vì vô trách nhiệm? Nữ danh hài cho hay đang quay phim ở Bến Tre nên không biết Huỳnh Anh đã xin lỗi mình ở đâu. Sau khi Việt Hương livestream, tố một diễn viên nam tên Anh làm việc thiếu chuyên nghiệp khiến cả ekip 100 người phải chờ đợi, gọi 78 cuộc điện thoại không nghe máy, Huỳnh Anh đã thừa nhận mình chính là nhân vật đàn chị nhắc tới. Ngay sau đó, Huỳnh Anh gửi lời xin lỗi tới danh hài Việt Hương cùng ekip trên trang cá nhân. Anh lý giải việc mình vắng mặt trong buổi ghi hình vì mất điện thoại nên quên lịch. Còn chuyện không nghe 78 cuộc gọi là để quên điện thoại ở nhà khi đến bệnh viện truyền nước. Mới đây xuất hiện trong một chương trình, Huỳnh Anh cúi đầu xin lỗi Việt Hương và ekip 100 người đã bị ảnh hưởng bởi sự vắng mặt của mình. Anh cho rằng đó là điều đáng xấu hổ trong sự nghiệp. Nam diễn viên hứa sẽ không để sự việc tương tự xảy ra lần thứ hai. Trao đổi với Việt Hương về việc Huỳnh Anh xử lý sau sự cố, cụ thể là gửi lời xin lỗi chị trên fanpage, cúi đầu xin lỗi trong một sự kiện, nữ danh hài từ chối bình luận. Trả lời câu hỏi có chấp nhận lời xin lỗi của Huỳnh Anh không, Việt Hương nói, tôi đang ở Bến Tre, không chơi mạng xã hội, chỉ có fanpage nên không biết. Không nhận thông tin gì cả, tôi cũng không bàn gì về chuyện này nữa, tôi chỉ nói sự việc một lần thôi. Trong khi đó, phía nhà sản xuất chương trình Tần Số Tình Yêu cho hay, từ khi xảy ra sự việc đến nay, họ chưa nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Huỳnh Anh. Đại diện nhà sản xuất cũng từ chối bình luận về lời xin lỗi gián tiếp qua fanpage và trong một chương trình của nam diễn viên. Trước hành động xin lỗi của Huỳnh Anh, nhiều độc giả cho rằng nam diễn viên đã nhận lỗi chân thành, dù Việt Hương chưa nêu đích danh. Tuy nhiên, không ít người lại đánh giá diễn viên gốc Hà Thành chưa chuyên nghiệp và nghiêm túc. Một độc giả cho rằng Huỳnh Anh làm sai với ekip nhà sản xuất thì nên đối diện thẳng, đến tận nơi xin lỗi hoặc gọi điện trực tiếp xin lỗi chứ không phải xin lỗi gián tiếp như vậy. Thái độ đó chứng tỏ Huỳnh Anh chưa dám đối diện với lỗi lầm của mình một cách thành khẩn nhất. Tối 14 tháng 7, Việt Hương livestream thể hiện sự bức xúc với một diễn viên tên Anh, có thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp. Theo lời của nữ ca sĩ, người này không xuất hiện tại trường quay đúng giờ, khiến cả ekip chờ đợi trong 2 tiếng, sau đó phải lao đao không tìm được người thay thế. Cuối cùng chỉ phải năn nỉ đạo diễn Diệp Tiên đến thay thế. Theo Việt Hương, vì Huỳnh Anh bỏ quay, cả ekip bắt đầu quay muộn, do đó cả đoàn phải làm việc đến 12 giờ khuya. Còn đại diện của nhà sản xuất khẳng định, cả ekip chương trình cảm thấy không được Huỳnh Anh tôn trọng, do đó phía công ty sản xuất khẳng định sẽ không bao giờ làm việc, hợp tác với Huỳnh Anh lần nào nữa. Sau ồn ào hủy vai diễn Hậu Duệ Mặt Trời phút chót, Nhã Phương lần đầu tiên phát ngôn. Nguồn tin khẳng định cặp đôi trông rất hạnh phúc, Trường Giang còn ân cần qua Thái Lan thăm Nhã Phương và cuối cùng cả hai đã tái hợp sau ồn ào chuyện tình cảm với Trường Giang.
Những ngày vừa qua trên mạng xã hội, ồn ào với đoạn clip ghi lại cảnh Trường Giang chở Nhã Phương đi mua trái cây vỉa hè trên chính chiếc xe anh từng làm quà sinh nhật cho bạn gái. Sau đó cùng trở về một ngôi nhà được lan truyền, mới đây đã như một câu trả lời cho khán giả về mối quan hệ hiện tại của cặp đôi đình đám showbiz. Đây không phải là lần đầu tiên cả hai đi cùng nhau sau nhiều chuyện ồn ào. Trước đó, nam diễn viên hài còn sang Thái Lan thăm bạn gái và dĩ nhiên chuyện cả hai chia tay là không hề xảy ra. Trong hình, nhiều người cho rằng Trường Giang đã đưa Nhã Phương đi mua trái cây sau ồn ào họ tái hợp cùng nhau. Nhiều khán giả cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi chứng kiến cặp đôi này tái hợp và mong rằng mười khó sẽ không bao giờ làm Nhã Phương đau khổ. Và cả hai sớm làm đám cưới vì nữ diễn viên đã nhận những cầu hôn của hôn phu. Tuy nhiên, sau thời gian im lặng trong việc hủy vai diễn nữ chính trong phim Hậu Duệ Mặt Trời, trên trang cá nhân mới đây, Nhã Phương đã có những chia sẻ đầu tiên. Bình yên một thoáng trong tim mình, nơi mình luôn cảm thấy bình yên đó là quê nhà. Đây là lần đầu tiên Nhã Phương lên tiếng sau ồn ào hủy vai diễn cũng như chuyến đi Thái Lan cùng Trường Giang. Trạng thái được Nhã Phương chia sẻ cách đây ít giờ trên trang cá nhân. Trước đó, rò rỉ thông tin Nhã Phương mất vai diễn là vì Trường Giang. Theo một nguồn tin thân cận tiết lộ, việc cô nàng bất ngờ rút khỏi Hậu Duệ Mặt Trời phiên bản Việt có liên quan đến Trường Giang. Cụ thể, mười khó đã ngăn cản bạn gái tham gia vào dự án này và không muốn bạn gái đóng cặp với một nam diễn viên cực điển trai. Bên cạnh đó, việc cô hủy vai cũng đã được dự đoán vào vài ngày trước. Khi bỗng nhiên đang trong giai đoạn quay phim liên tiếp, Nhã Phương lại theo học khóa tu ở Thái Lan, đồng thời Trường Giang cũng bên cạnh cô trong chuyến đi này. Nhã Phương được cho tới Thái Lan tham gia khóa tu ngắn ngày, Trường Giang thường đến thăm cô. Suy cho cùng, sau những ồn ào, Trường Giang Nhã Phương vẫn quay về bên nhau. Người hâm mộ vẫn mong cặp đôi sẽ đi đến kết thúc đẹp. Như vậy là sau bao sóng gió, Nhã Phương vẫn quyết định tha thứ và ở lại bên người đã đồng hành cùng cô suốt 3 năm qua. Huỳnh Anh lên tiếng về scandal lộ ảnh nóng, tôi sẽ dạy người đứng sau một bài học. Mới đây, nam diễn viên Huỳnh Anh đã chính thức lên tiếng về ồn ào này và anh đã viết đơn gửi cơ quan chức năng điều tra về sự việc khi lộ ảnh nóng trên mạng xã hội. Những ngày vừa qua, câu chuyện nam diễn viên Huỳnh Anh luôn được mọi người quan tâm bàn tán. Ồn ào bị Việt Hương tố vô trách nhiệm, để cả ekip hơn 100 người phải chờ đợi còn chưa kịp lắng xuống. Mới đây, một số ảnh nóng được cho là của Huỳnh Anh bất ngờ bị rò rỉ, gây xôn xao cộng đồng mạng. Dù nhân vật chính trong ảnh không lộ mặt, nhưng qua nụ cười tươi đặc trưng của phần hình xăm ở hông, tương đồng, nhiều dân mạng khẳng định đây là nam diễn viên cả một đời ân oán. Tuy nhiên, trước những ồn ào bị lộ ảnh nóng hai ngày vừa qua, Huỳnh Anh vẫn giữ im lặng. Mới đây, trong clip chia sẻ trên báo, nam diễn viên Huỳnh Anh đã lên tiếng đính chính rằng những hình ảnh nóng đó anh khẳng định là một tài khoản ảo tự Photoshop hình ghép vào. Huỳnh Anh cho rằng tài khoản này có thể làm được tất cả những gì họ muốn, anh chia sẻ. Phần mềm này có thể ghép một khuôn mặt hay bộ phận bất kỳ nào trên cơ thể người khác. Khi nhìn thấy hình ảnh đang lan truyền, tôi đã lên mạng tìm hiểu về phần mềm này. Thậm chí trên mạng còn có dịch vụ ghép mặt người nổi tiếng với giá 5 triệu đồng một phút. Hạ thấp thanh danh người khác không phải chuyện gì hay ho. Tôi đã làm đơn gửi C50. C50 là Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và họ sẽ điều tra vụ này. Không những tôi mà rất nhiều sao Việt khác cũng là nạn nhân của phần mềm này. Nếu có một lần thấy hình ảnh của bản thân hay những đồng nghiệp bị đưa lên như vậy, tôi thề sẽ tìm ra người đứng sau dù là ai và đang làm gì để dạy cho một bài học. Huỳnh Anh đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng để điều tra ồn ào bị nghi lộ ảnh nóng. Gia Bảo lên tiếng trước nghi vấn Hoài Lâm có con sớm cùng em gái. Hình ảnh Hoài Lâm đang ẵm một bé gái bị nghi là con của nam ca sĩ đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Đầu tháng 6 2018 vừa qua, tin đồn Hoài Lâm và người yêu Bảo Ngọc chia tay khiến người hâm mộ hoang mang khi cô bất ngờ xóa hết hình ảnh của cả hai trên trang cá nhân. Kể từ khi công khai tình cảm, cả hai luôn đứng giữa sự soi mói từ phía công chúng. Bất chấp dư luận, nam ca sĩ và Bảo Ngọc không ngừng ngày thể hiện tình cảm thông qua những chia sẻ và hình ảnh đầy ngọt ngào. Giữa lúc dư luận đang xôn xao bàn tán thì mới đây, Bảo Ngọc bất ngờ lộ nhiều hình ảnh xồ xề khiến dân mạng dấy lên nghi vấn cô đã mang bầu. Thậm chí có cả bức ảnh Hoài Lâm bế một em bé sơ sinh bên cạnh là Bảo Ngọc làm tin đồn cháu nội nghệ sĩ Bảo Quốc mang bầu và sinh con càng xôn xao hơn hết. Sau nghi vấn chia tay hồi tháng 6 2018,
mối quan hệ giữa Hoài Lâm và bạn gái Bảo Ngọc đang tiết lộ vô cùng tốt đẹp. Chia sẻ trong một sự kiện cách đây không lâu, nghệ sĩ Gia Bảo, anh trai của Bảo Ngọc cho biết hiện tại gia đình đã chấp nhận Hoài Lâm, dù trước đó từng một mực phản đối, nguyên nhân là vì gia đình thấy được tình cảm giữa cặp đôi này hoàn toàn nghiêm túc và chín chắn. Và đáng chú ý, mới đây trên mạng xã hội bất ngờ truyền tay nhau hình ảnh và tin đồn cho rằng Hoài Lâm đã có con. Theo hình ảnh đó, nam ca sĩ đang bế trên tay một bé gái mà nguồn tin cho biết là kết quả tình yêu giữa anh và bạn gái Bảo Ngọc. Tuy nhiên, sau khi lộ những lùm xùm phía Bảo Ngọc, anh trai Gia Bảo cũng có những chia sẻ cho rằng đã nghe thông tin về chuyện này nhưng gia đình không quan tâm. Đây có thể là những hình ảnh được chế từ fan, Gia Bảo nói. Chia sẻ của Gia Bảo phần nào khẳng định nghi vấn lùm xùm này của Bảo Ngọc và Hoài Lâm là không chính xác. Còn về phía Hoài Lâm, quản lý anh cũng có những chia sẻ trước lùm xùm rộ lên. Người này cho biết hiện tại Hoài Lâm không có ở Việt Nam, những thông tin mang tính chất riêng tư như chuyện này cần chính nam ca sĩ lên tiếng trực tiếp trả lời cho khán giả biết.